nhà đất Hằng Ni, chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp, giá cả hợp lý và cũng như chúng ta được thương lượng trực tiếp chính chủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng. Và Hằng Ni sẽ hỗ trợ cho khách hàng mình vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị nhà. Thì trong buổi tối ngày hôm nay nha, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 11 quận Gò Vấp, sát bên công viên Làng Hoa, để tiếp tục gửi cho khách hàng mình một căn siêu phẩm nè, với diện tích chiều ngang lên tới gần 7m luôn, diện tích khủng nha cả nhà. Và cùng Hằng Ni chúng ta quan sát từ phía bên ngoài của ngôi nhà, với kết cấu là một trệt 3 lầu có sân thượng bên trên, với diện tích chiều ngang là 6,3m và chiều sâu vào là 6,3m nha. Nhà của mình thì thuộc hướng chính là hướng đông, rất là phù hợp với khách hàng mình có hướng mệnh là đông tứ trạch cũng như các hướng là đông, đông nam và hướng bắc nha cả nhà. Đang được gia chủ rao bán với mức giá chỉ 7 tỷ 100 triệu đồng thôi. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Nhà mình thì nằm sau lưng hai căn mặt tiền nha cả nhà. Với vị trí rất là đẹp luôn. Hẻm trước nhà thì rộng lên tới 5m, xe ô tô, xe tải mình di chuyển vào tận nhà luôn. Đây, ngôi nhà thì được gia chủ thiết kế theo tông chủ đạo màu trắng, kết hợp với ánh đèn vàng. Và buổi tối thì rất là sang trọng và đẳng cấp luôn nè. Và cùng Hằng Ni chúng ta quan sát con hẻm phía trước nhà nha. Nằm ngay khu dân cư xây dựng đồng bộ, dân cư ở thì hiện hữu hết rồi. Khu này thì rất là an ninh và tri thức luôn. Nhà mình thì ngay đây có camera quan sát 24/24 nha. Rất là an toàn cho khách hàng khi mà sinh sống tại ngôi nhà này. Với diện tích chiều ngang thì lên tới 6,3m. Và chiều sâu vào là 6,3m nha cả nhà. Nhà thì vuông vắn, phong thủy rất là tốt luôn. Đó. Và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển vào bên trong để tham quan kết cấu và thiết kế của ngôi nhà. Nhà mình thì với vị trí rất là đẹp luôn. Trong bán kính 500m là mình có đầy đủ chợ, siêu thị và trường học nha. Ngay công viên Làng Hoa mình di chuyển đến đường Quang Trung chỉ khoảng 400-500m thôi. Cũng như là trong bán kính 400m mình có đầy đủ chợ, siêu thị và trường học nha. Xét bên Lotte Mart Nguyễn Nhân Lượng luôn. Và đây từ phía bên ngoài thì được gia chủ mình thiết kế một lớp cửa sắt 4 cánh nè. Di chuyển vào bên trong thì mình có khoảng không gian khu vực phòng khách nha. Diện tích phải nói là siêu rộng luôn. Căn này là căn hiếm có tại phường 11 luôn nha cả nhà. Không có căn thứ hai với diện tích chiều ngang như vậy đâu. Đây. Và đặc biệt tại không gian khu vực phòng khách thì được gia chủ mình thiết kế một khoảng không gian giếng trời tại đây. Mình có trồng cây xanh nè. Cho nên nhà phải nói là cực kỳ thông thoáng và trong lành luôn. Đó. Với khách hàng mình mua về có thể là thiết kế một cái hồ cá koi tại đây cũng rất là thuận tiện luôn nha. Tại không gian khu vực phòng khách thì được gia chủ trang bị sẵn sofa, bàn trà cũng như là nhà vệ sinh nha cả nhà. Mình có thể là đậu được xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ cũng như xe bán tải tại khu vực này luôn nè. Rất là rộng rãi luôn. Hoặc là quý khách hàng mình vừa mua ở vừa mở văn phòng công ty, mình kinh doanh đa dạng ngành nghề luôn nha. Và đây di chuyển vào khu vực toilet của ngôi nhà nè, đầy đủ cái trang thiết bị bồn cầu, lavabo và gương soi luôn nha. Nhà thì được gia chủ thiết kế theo mẫu hiện đại mới nhất năm 2022 luôn, theo tông chủ đạo màu trắng. Phía bên trong nhà thì mình ốp gạch màu xám nè, ốp phun trần cho nên rất là sạch sẽ cho khách hàng khi mà sinh sống và sử dụng luôn nha. Phía trước thì được gia chủ mình trang bị hai lớp cửa, một lớp cửa sắt và một lớp cửa cuốn bên trên nha cả nhà. Đó, mình có cửa lớn nè cũng như cửa sổ chỗ ra ngoài luôn, cho nên rất là thông thoáng và trong lành cho khách hàng khi mà sinh sống tại ngôi nhà này. Quá đẳng cấp luôn. Và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển lên khoảng không gian khu vực tầng lẫn để tham quan phòng bếp phía trên nha. Cầu thang thì được gia chủ mình ốp đá hoa cương kim sa, tay vịn lan can bằng sắt nè. Khu vực cầu thang thì được gia chủ mình ốp gạch phun trần luôn. Nhà thì rất là đầu tư luôn nha. Đó. Và đây, Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực phòng bếp của ngôi nhà, được gia chủ thiết kế nằm mặt tại tầng lửng nè. Đầy đủ các trang thiết bị, tủ bếp trên, tủ bếp dưới, tủ lạnh hai cánh,
kèm bộ bàn ăn 6 ghế bàn tròn nha. Quá sang trọng luôn. Ngồi ăn tại nhà nhưng mà giống như ăn tại nhà hàng vậy đó. Phía bên trên là mình có hệ thống đèn trần nè, cùng với quạt xay nha cả nhà. Quá tuyệt vời. Tại không gian khu vực phòng bếp thì được gia chủ thiết kế đến tận 3 cái cửa sổ nha. Cửa thứ nhất, cửa thứ hai và cửa thứ ba, cho nên rất là thông thoáng luôn. Và mình có khoảng không gian khu vực phòng khách thứ hai nè. Đó. Một căn nhà hiếm có tại phường 11, quận Gò Vấp nha cả nhà, sát bên công viên làng hoa luôn. Quá tuyệt vời. Đã được gia chủ trang bị đầy đủ rồi. Máy hút mùi, bếp âm mặt đá nè, tủ lạnh, cùng với bộ rèm màn cửa hai lớp nha cả nhà. Và tại đây mình có một cái bàn trà kèm hai ghế nè. Đẹp quá cả nhà ơi. Góc nào cũng đẹp hết. Nhà này phải nói là mình ngồi ở đâu chụp hình cũng đẹp. Một căn siêu phẩm. Gia chủ phải nói là cực kỳ có gu luôn. Và cùng Hằng Ly chúng ta bắt đầu di chuyển lên khoảng không gian khu vực lầu 1 để tham quan nha. Và quý khách hàng mình quan tâm thì hãy nhanh tay alo cho Hằng Ly với số hotline bên góc trái màn hình của video. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế cũng như là sổ ngôi nhà với giá bán tốt nhất nha. Và Hằng Ly đang có mặt tại khoảng không gian khu vực lầu 1 nè. Được gia chủ thiết kế làm phòng ngủ master tại đây luôn. Đầy đủ các trang thiết bị rồi. Giường ngủ nè, hệ tủ táp đầu giường, màn rèm cửa hai lớp, sofa, bàn trà, kệ tủ tivi nha. Đây. Và phía bên tay trái của Hằng Ni mình có cửa sổ chỗ ra ngoài, cho nên là nhà đầy đủ ánh sáng tự nhiên cũng như là lượng gió trời rất là thông thoáng luôn nha cả nhà. Đây, cửa sổ thứ hai và cửa sổ thứ ba. Chỗ ra phía ngoài mặt tiền hiểm, cho nên là mình lấy cái lượng không khí tự nhiên. Phòng thì được gia chủ mình thiết kế cho tông chủ đạo màu trắng nè, rất là sang trọng và sạch sẽ luôn. Và phía bên tay phải của Hằng Ni mình có không gian khu vực toilet tại đây nha. Đây, toilet thì hệ thống đèn tự động nha cả nhà. Mình bước vào thì đèn tự mở luôn. Đầy đủ các trang thiết bị, bồn cầu, lavabo và gương soi, vách kính ngăn riêng giữa khu vực tắm và khu vực vệ sinh nè. Cũng như là vòi tắm hoa sen. Và có cửa sổ đi chỗ ra ngoài cho nên rất là thông thoáng nha. Gạch thì ốp phun trần, sạch sẽ quá. Và Hằng Ni bắt đầu di chuyển lên khoảng không gian khu vực lầu 2 để chúng ta tham quan các phòng ngủ phía trên nha. Và nhà mình với công năng sử dụng rèm radio ô tô, phòng khách, phòng bếp cũng như bên trên là 4 phòng ngủ kèm phòng thờ, phòng giặt sấy và sân thượng nha cả nhà. Quá rộng rãi luôn. Và tại không gian khu vực lầu 2 thì được gia chủ thiết kế làm 2 phòng ngủ nè. Mình sẽ sử dụng chung một toilet nằm ở tại đây nha. Đây, bồn cầu, lavabo và gương soi, vách kính ngăn riêng với khu vực tắm và khu vực vệ sinh. Và Hằng Ni có mặt tại phòng ngủ thứ hai nằm tại lầu 2 của ngôi nhà. Phòng nào cũng có cửa sổ chỗ ra ngoài cho nên rất là thông thoáng luôn. Đầy đủ các trang thiết bị nha. Giường ngủ, hệ tủ táp nè. Tủ quần áo. Và mỗi phòng đều được gia chủ mình đã lắp máy lạnh bên trong phòng rồi. Cho nên quý khách hàng mình mua về chỉ cần xách vali vỏ thôi nha cả nhà. Và phòng ngủ thứ ba mình có giường ngủ nè, tủ quần áo, hệ tủ táp và gương soi luôn. Quá tuyệt vời. Nhà này thì rất là thích hợp cho quý khách hàng mình vừa mua ở vừa mở văn phòng công ty, hoặc là mình cho thuê có thu nhập hàng tháng nha. Và
quý khách hàng mình khi xem video hãy nhớ cho Hằng Ni một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày nha. Em Ni trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều. Và em đang có mặt tại không gian khu vực sân thượng của ngôi nhà. Phía bên trên cầu thang thì được gia chủ mình có trang bị một cái giếng trời nè, lánh sáng trực tiếp cho khu vực này. Ban ngày cũng như là mình không có cần sử dụng điện nhiều đâu, đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Và đây, phòng này thì quý khách hàng mình có thể là trang bị làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ thứ tư dành cho gia đình mình nha. Thì theo phong tục tập quán hoặc là cách sử dụng của mình thôi. Có cửa sổ chỗ ra cho nên rất là thông thoáng. Cũng như là phía bên tay phải của Hằng Ni, mình có cửa lùa lớn nè, để chỗ ra phía ngoài sân thượng, gió thì cứ hiu 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 rất là mát luôn. Nhà này mà với nhu cầu của một số khách hàng mình mua để đầu tư á, thì mình có thể là thiết kế làm phòng 5 phòng ngủ luôn nha cả nhà. Khu vực giặt sấy riêng biệt luôn. Đã được gia chủ mình lắp máy giặt rồi nè, cũng như là toilet bên trên. Phía dưới là mình có tổng là 3 phòng rồi. Khu vực phòng bếp được 4 phòng, tầng trệt là phòng thứ 5, phòng thứ 6 nè bên đây, phòng thứ 7 ở đây nha. Mình trang bị thành căn hộ dịch vụ cho thuê thì thu nhập phải nói là cực kỳ tốt luôn. Đó, phía sân thượng thì đã được gia chủ mình đổ tấm bên trên rồi. Cũng như phía bên tay phải của Hằng Ni đã được trang bị khung sắt bảo vệ rồi nha. Mình có trồng những cái mảng xanh nè. Mình về thì nếu mà mình làm tại đây thành phòng á, thì mình làm thêm lớp cửa lùa, cửa xin pha ở đây. Nhà rất là mát luôn nha. Với diện tích thì chiều ngang lên tới 6,3m nè, chiều sâu vào là 6,3m, cho nên là rất là thông thoáng luôn. Duy nhất tại khu vực phường 11 quận Gò Vấp nha cả nhà. Có một căn siêu phẩm với diện tích chiều ngang rộng như vậy. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Em Ni trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho Hằng Ni một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày nha. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này thì hãy nhanh tay alo cho em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sở hữu với giá bán tốt nhất nha. Giá thì chỉ 7 tỷ 100 triệu đồng thôi, giá còn thương lượng nữa mà. Và Hằng Ni xin hẹn với khách hàng mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt, bye bye.